Tình trạng ô nhiễm do nước thải của các cơ sở chế biến hải sản thuộc địa bàn huyện Tân Thành luôn ở mức báo động trong những năm trở lại đây. Nguồn nước và không khí ô nhiễm, cá chết hàng loạt, đó là những gì mà người dân đang phải gánh chịu. Điều đáng nói đó là các doanh nghiệp chế biến hải sản nơi đây vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng. Cá chết, tôm chết không rõ nguyên nhân, bỗng chốc trở nên trắng tay khiến người dân ở làng bè Long Sơn trở nên điêu đứng. Trước tình trạng đó, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã yêu cầu một số công ty chế biến thủy hải sản tạm dừng hoạt động. Cái đầu mùa mưa là bắt đầu là nó ô nhiễm rồi, những cái công ty người ta xả thải nhiều lắm. Rồi làm gây cho những bà con nuôi chăn nuôi về thủy sản ở khu Trà Và này là thiệt hại nhiều. Từ năm ngoái đến nay rất nhiều. Tuy nhiên, có công ty nhà máy chế biến thủy hải sản vẫn hoạt động ngày đêm bất chấp lệnh cấm. Cụ thể, trong chiều tối qua, lực lượng chức năng của huyện Tân Thành đã bắt quả tang cơ sở chế biến hải sản của doanh nghiệp tư nhân Tuấn Thanh đóng tại xã Tân Hải, chế biến thủy hải sản trái phép. Điều đáng nói là doanh nghiệp này đã bất hợp tác, cố tình gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình tiếp cận. Cái chức năng của quản lý của chính quyền có thể là coi như anh có thể kiểm soát, nhưng không thể kiểm soát 24/24. Cái điều này yêu cầu cái trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường, đối với cuộc sống người dân là điều quan trọng. Vẫn biết rằng hiện nay chủ trương của tỉnh là đang có kế hoạch để di dời một số tất cả nhà máy đi vào cái khu chế biến hải sản tập trung của tỉnh ở Xuyên Mộc và ở Đất Đỏ. Tuy nhiên cái việc mà xâm hại môi trường mà anh cứ bất cứ ở đâu anh cũng xâm hại như thế này thì anh chuyển về đó thì anh lại gây xâm hại nơi khác. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng đối với những doanh nghiệp không có trách nhiệm, thiếu lương tâm thì tôi nghĩ rằng cần thiết là phải đóng cửa. Sáng nay trong buổi làm việc với đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, doanh nghiệp Tuấn Thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Theo đó, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy đã ngưng hoạt động từ năm 2015. Toàn bộ nước thải, nước rỉ cá trong quá trình sản xuất chảy trực tiếp ra sông Rạch Ván. Trước sự cố tình của doanh nghiệp, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phải áp dụng biện pháp yêu cầu các cơ quan chức năng cắt toàn bộ điện và nước của doanh nghiệp để buộc đơn vị này ngưng hoạt động, chờ hướng xử lý tiếp theo.